Chào mừng các bác đã đến với kênh Hương Giang Audio. Buổi chiều ngày hôm nay Hương Giang sẽ test trực tiếp con lọc này cho các bác và anh em nghe, thưởng thức chất âm của nó. Trước khi đi vào test con lọc, Hương Giang sẽ giới thiệu sơ qua về con lọc MC3031 cho các bác và anh em. Thì dòng MC3031 này tên là Mega Electronic LTD, nó là thuộc công ty Mega sản xuất. Dòng này sử dụng 31 cần, 2 tầng vỉ mạch, cho ra chất âm rất sáng, tiếng bát chép trung thực. Thì bác nào có nhu cầu về mặt hàng lọc bãi, hãy nhanh tay liên hệ với Hương Giang theo số điện thoại là 0979 987 696. Đây là nội thất của dòng lọc MC3031. Dòng này sử dụng 2 tầng vỉ mạch riêng biệt và sử dụng 2 nguồn. Đấy, đây là mặt trước của MC3031, và đây là mặt sau MC3031 nha. Đây là mặt sau có đường canon và đường 6 ly. Thì bây giờ em sẽ test trực tiếp chất âm và test từng cần một, và test qua lọc và không qua lọc cho các bác nghe để cảm nhận nhá. Bác nào có nhu cầu thì hãy nhanh tay gọi điện cho Hương Giang. Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đấy, không qua lọc này. Đời em là cả tên tôi làm gì, đời như không biết hãy tìm quên đi. Bây giờ em sẽ test từng cần một nha. Trước khi em gửi đi cho khách hàng, bao giờ em cũng phải test từng cần một xem có tác dụng của cần không. Ngoài trời đổ mưa trong lòng, mưa rơi ướt trong tâm, yêu cánh bay đi mang về trả lại chẳng sao. Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng, hình như chiếc lá rớt rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không, mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách nhau nào chẳng đâu là... Đấy là vế trên này, bây giờ là vế dưới nhá. Các bác và anh em hãy có nhu cầu thì hãy nhanh tay liên hệ với Hương Giang theo số điện thoại là 0979 987 696. Hương Giang ở Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ, ship hàng toàn quốc. Rồi cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Các bác hãy xem, đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh và cập nhật thông tin mới nhất về thiết bị hàng bãi bên em. Chào tạm biệt các bác.